những thứ trái cây này bà bầu ăn và không nên ăn. Có những thứ trái cây biết rằng nó rất tốt, nhưng bà bầu là con cháu mang ba lô đằng trước đó nha, vui lòng đừng ăn nha con. Đừng ăn trái cây là ăn nhãn nè, là không ăn, bà bầu không ăn. Quả dứa, đu đủ xanh, dưa hấu ướp lạnh, trái dải, trái mận, tiêu ổi, vú sữa, quả na, có người gọi là trái na nha bà con, táo mèo, quả đào hay là trái đào nha bà con. Bà bầu không nên ăn, để cho nó tốt cho con mình trong bụng và tốt cho sức khỏe bà bầu là vui lòng đừng ăn nhãn, dứa, đu đủ xanh, dưa hấu ướp lạnh, trái dải, trái mận, trái ổi, vú sữa, quả na, táo mèo, quả đào. Bà bầu nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe. Đó là đậu lăng, măng tây, súp lơ xanh, các loại rau như cà chua, cà rốt, các loại hạt, nước ép qua hoa quả như cá hồi, chuối, quả sung, nước cam, ăn hay uống bình thường như các loại ăn uống hàng ngày khác. Đó là nó tốt cho sức khỏe của mình và tốt cho sức khỏe con mình. Chúc bà bầu vui vẻ mạnh khỏe khi ăn. Nhớ nha, nhớ đừng ăn cho nó ảnh hưởng sức khỏe mình và ảnh hưởng sức khỏe đứa con trong bụng. Là nhãn à, dứa, đu đủ xanh, dưa hấu ướp lạnh, trái dải, trái mận, trái ổi, vú sữa, quả na, táo mèo, quả đào. Vui lòng bà bầu, con ơi cháu ơi đừng ăn những thứ đó nha con. Chúc các con vui vẻ mạnh khỏe, khi ăn cho mình tốt và tốt cho đứa con của mình. Woo!